Em chào anh, đây là bức tượng của quý thầy Minh Tuệ đúng không ạ? Anh đã tạc cái tượng này lâu chưa? Mới ạ. Được mấy ngày rồi? Anh tạc cái tượng này mấy được mấy ngày? 5 ngày. Thì trong thời gian bao lâu thì là bức tượng này thành? 5 ngày. Mới làm đây luôn. Thật sự là em thấy rất là tinh tế, khuôn mặt rất là giống luôn. Để em quay cận cảnh cái hình ảnh của quý thầy. Rất là giống lắm mọi người ạ. Rất là tuyệt vời luôn, giống lắm ạ, nhìn cái nét mặt rất là giống. Vâng, cháu nhờ bác quay, cầm quay cho chút được không? Bác có quay cho cái cháu để đứng bên chút. Đây là chính là chủ bức tượng này thôi. Chứ nhanh là người mà để tặng ra cái bức tượng. Thật sự em nhìn thấy tinh tế quá anh, khuôn mặt cực kỳ giống đúng không ạ, các cô chú đúng không ạ? Rất là giống này. Rất là giống, rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Rất là tuyệt vời luôn anh ạ. Vâng, em cảm ơn. Dạ, vâng.